Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ West Ham và câu lạc bộ Wolverhampton. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 17 giải Ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 17 tháng 12 theo giờ Việt Nam, và theo đánh giá thì câu lạc bộ West Ham sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Wolverhampton với mức kèo là 0.25. Mức kèo cũng có thể hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0.5, mức tài xỉu là 2.5, 2.75 và 2.25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo, thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của West Ham và Wolverhampton, West Ham thắng 3 và thua 2 trước Wolverhampton. 5 trận thi đấu gần nhất của West Ham, West Ham thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Wolverhampton, Wolverhampton thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào West Ham chấp 0.25, hoặc là bạn nào an toàn hơn lựa mức kèo phụ đó là kèo đồng nha. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Wolverhampton thì mình thấy là West Ham đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Wolverhampton đôi chút. Thứ hai nữa thì trận này West Ham có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là West Ham họ cũng còn đang vượt trội hơn so với Wolverhampton nữa. Những lần tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà trước đây thì mình thấy là đa phần West Ham đều tận dụng được tốt cái điểm tựa này để vượt qua được Wolverhampton. Và ở lượt trận này tiếp tục West Ham họ sẽ có được lực lượng đầy đủ nhất, thì với mức kèo chấp này cộng với phong độ cũng đang khá là ổn định thì mình dự đoán là được đá trên sân nhà thì West Ham họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn West Ham chấp nha, hoặc an toàn hơn là mức kèo phụ là kèo đồng. Mức tài xỉu là 2.5, 2.75 và 2.25. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Với lại là cái hiệu suất ghi bàn của hai đội ở những lượt trận vừa qua nó cũng đang khá là ổn định và phong độ của hai đội đang rất là tốt. Mình nghĩ cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán sẽ là 2-1 nghiêng về cho West Ham hoặc là 3-1. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài trận này nha. Còn nếu như trận này mà các bạn không tin tưởng vào West Ham, các bạn ưu tiên chọn kèo tài không cũng được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là một trái. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang ổn định thì West Ham họ sẽ có một hoặc hai bàn dẫn trước ở hiệp 1. Hiệp 1 các bạn chọn West Ham chắc nha, canh tài hạ dưới 1 thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn West Ham và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy, ưu tiên chọn tài hiệp 1 trận này. Chúc các bạn may mắn.